Hồi đó còn sinh viên thì lo chú Tâm đi học không yêu. Để tới chừng ấy rồi quên luôn, quên dần luôn. Bao lâu mà quên dần luôn? Dạ, tụi con quen cũng được 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi hả? Dạ. Tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả? Dạ. Sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời? thì em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu. Nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của lớp em, nên vậy em quyết định em dừng lại. Sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn. Không sao, mình tổn thương nhưng mà vết thương nào rồi cũng lành. Sẽ có người chữa lành vết thương cho em. Bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình. Trước hết thì con chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thành Tâm. Hiện tại em đang làm tại bệnh viện Học Thạch, làm điều dưỡng. Quê em ở Tiền Giang, hiện tại sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. À, Tiền Giang là huyện nào Tâm? Dạ, huyện Chợ Gạo. À, Chợ Gạo trồng ớt không hả đúng không? Dạ, trồng thanh long không chú. Thanh long với ớt không? Huyện Chợ Gạo mà không thấy trồng gạo, trồng thanh long với ớt không à. Thôi, mời nhà gái. Trước tiên em chào chương trình ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh và anh chàng bên cạnh ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em làm điều dưỡng khoa lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Quê quán của em hiện tại thì đang ở Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống tại Gò Vấp ạ. Hay quá, hôm nay hai bạn đều là điều dưỡng hết. Những người mà thật sự tôi rất là ngưỡng mộ luôn nha. Bởi vì những con người này rất là tuyệt vời luôn á. Dạ đúng rồi, công việc rất là khó. Rất là cực khổ, vất vả mà các bạn hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo cho những bệnh nhân như thế. Mà lo cả đời luôn rồi đó. Rồi bây giờ thì mình nói luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì hiền, ngon, vui vẻ với người thân, còn hơi trầm tính với người lạ. Và biết cách chăm sóc gia đình, biết nấu ăn, đặc biệt là nấu những món ăn về miền Trung. Còn nhược điểm của em thì là có ít nói, hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ. Tâm sao Tâm? Ưu điểm khuyết điểm của Tâm dạ, thế nào? Còn ưu điểm là vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, uống rượu bia, cờ bạc. Bên kia có hơi nóng chút xíu, bên đây rất là nhẹ nhàng, bù trừ cho nhau được á. Có khuyết điểm là rụt rè và nhút nhát trước đám đông, này run mà sợ nữa. Nãy giờ có run không? Dạ có. Mà làm điều dưỡng mấy năm rồi Tâm? Dạ con làm cũng 5 năm. 5 năm? Dạ. Còn bên nhà gái làm điều dưỡng mấy năm? Dạ, cũng làm được 4 năm rồi chú. Thâm niên bằng nhau. Làm điều dưỡng hơi gầy chút xíu vậy Nam. Chắc lo chăm sóc người khác quá hả? Dạ. Ủa bộ ốm dữ lắm hả trời? Hơi gầy thôi chứ không phải ốm. Tôi tò mò ghê, tôi muốn qua tôi chắc nói. Ăn uống thiếu thốn chút xíu. Dạ. Lo chăm sóc bệnh nhân không hả? Không có thiếu, tại vì ăn hoài mà không mập hả? Dạ. Đường tình duyên sao nè? Dạ, đường tình duyên của con thì có một mối tình. Hồi đó còn sinh viên thì lo chú Tâm đi học không yêu. Để tới chừng ấy rồi quên luôn, quên dần luôn. Bao lâu mà quên dần luôn? Dạ, tụi con quen cũng được 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi hả? Dạ. Tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả? Dạ. Sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời? Từ từ quên dần rồi thôi luôn. Những mối tình không có lời chia tay. Thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có gì lăn tăn. Bây giờ bạn nữ của mình tình duyên là như thế nào? Còn mối tình đáng nhớ nhất của em là thời sinh viên. Thì em có quen bạn cùng ngành luôn nhưng mà khác lớp. Hai đứa cũng rất là hợp nhưng mà sau đó thì sau đó từ chính thất lại thành thứ thất. Con trà xanh hả em? Dạ đúng rồi ạ. thì em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu. Nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của lớp em, nên vậy em quyết định em dừng lại. Sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn. Không sao, mình tổn thương nhưng mà vết thương nào rồi cũng lành. Sẽ có người chữa lành vết thương cho em. Bây giờ thì mình muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Biết quan tâm gia đình, hiểu chuyện, cao ráo, tự tin, có một chút tính vui vẻ. Để mỗi lần em mà áp lực công việc quá em hay quạo thì bạn nam đó vui vẻ một tí thì bạn nó hiền sẽ lắm. Dạ, nó vui sẽ hòa đồng hơn. Bạn này cao thì chưa, không cao lắm nhưng ráo thì có, giống như gầy gầy vậy đó. Em nóng tính, em thường hay làm gì cho em? À dạ, quýnh người. Dạ không, em nóng tính em hay cắn lắm rồi. Đó hay cắn dạ, bên kia mà cắn chắc bên đây nát quá. Mình nói chắc xíu quánh không à.
dạ. Chắc mẻ răng đó. Trời ơi. Đâu để tôi qua tôi coi coi nhà trai ra làm sao. Đó, coi đi. Bộ rồi. Dạ, chào chị Ngọc Hoàng. Ốm thiệt. Nhìn nó ráo ráo lắm à. Ốm nhưng mà khỏe không? Dạ khỏe. Nhìn không? Chưa thấy ốm quá trời đất xương không hà. Dạ tại cơ cơ địa của mỗi người á chị. Anh ơi, bên này tròn lắm, anh ẩm nổi không anh? Cũng ráng ẩm. Chưa chắc nha, nhỏ nhỏ chứ có bỏ đó. Không có đùa đâu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối biết đi. Vui vẻ, hiền lành, là người phụ nữ của gia đình. Để kính trên nhìn dưới lễ phép trong bà cha mẹ. Cô kia có hơi nóng nóng chút, sợ không? Khổ mà. Dạ, nóng thì con nguội. Dám nóng như người ta không? Như nóng nóng lại bên kia đâu. Xương. Dạ. Dễ thương quá, nói một cái câu kệ nóng thì con nguội. Nó trong gia đình là phải có người người nóng, người nhịn. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chỉ trừ bên đó thôi. Bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ? Phụ nữ không với người lớn. Không với không lăng nhăng. À, cái đó em không có đâu anh ơi. Trời ơi, ngọt. Em quen ai là em chung thủy lắm. Anh cũng hy vọng là vậy em ơi. Phụ nữ mà hổn với lăng nhăng thì còn gì nữa trời. Với đừng càm ràm quá nha em. À, càm ràm thì em không có. Anh nguội mà, không sao đâu. Nên là bên đó nhiều khi áp lực cái công việc, áp lực với người khác không trút được á. Cho nên là đôi khi về nhà là sẽ trút lên em. Chắc chắn là có càm ràm một chút. Giờ mỗi lần hẹn nhau đi chơi cho người ta bao nhiêu thời gian để người ta trang điểm? Tiếng. Trời ơi, cho một tiếng luôn hả? Quá trời hào phóng rồi. Cho một tiếng ít đó. Cái đó là cho, còn ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác. Có người ta mần tới 2 tiếng lần á. 2 tiếng hồi. Cái bên kìa. Sang nào 2 tiếng hồi trang điểm á. Ví dụ lỡ 2 tiếng được không? Dạ được, đợi chút con có sao. Lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh. Mình chờ bạn gái đi chơi, mình vô mình chơi với phụ huynh luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta gặp người thân đi nè. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị em và anh em. Dạ chào chị, chào anh. Anh ruột kia đó hả? Dạ anh rể. Em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Tâm ơi, theo anh thấy thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Hầu như là cũng có nhiều cái ưu điểm mà em cũng muốn tìm một cái mẫu người như vậy. Anh thấy hai em cũng rất là hợp. Cũng mong là sau cái chương trình này hai em có thể cho nhau một cái cơ hội. Và anh mong là hai em sẽ cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời được. Dạ em cảm ơn anh. Anh rể mà hai người đồng màu đồng chất quá hả? Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và bạn thân ạ. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào con chào chú. Hôm nay đến với chương trình thì em muốn nhắn gửi đến em gái của em là mình thấy bạn này bên này cũng hiền, cũng dễ thương. Đến đây gặp nhau là cái duyên rồi. Em gái em rất là thích người miền Nam trong này. Mà nó ở Tiền Giang thì cũng gần đây á, thì cũng kiểu là cái duyên rồi. Nên là hai bạn cố gắng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi biết đâu được biết đâu được có một cái kết vui ạ. Dạ em cảm ơn chị. Anh bên cạnh ơi, cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mình làm khoa nào ạ? Làm khoa cấp cứu bạn ơi. Ví dụ như mà anh có trực đêm á, mà em cũng trực đêm nữa rồi. Sau này mà con thì ai chăm à? Thì bà ngoại, bà nội trực. Nhà nội được không ạ? Bởi nhà được, nội em gửi về nhà nội cũng được em. Ông hớn hở lắm rồi. Muốn mở đào lắm rồi phải không? Muốn lắm đúng dạ, không? Dạ. Này là đem ưu phiền về cho mẹ nè. Mang tiền về cho vợ, mang ưu phiền về cho mẹ nè. Thôi bây giờ chúng ta mở rào đi, chứ thấy bạn nam là có vẻ rất là hớn hở và mong mở rào để gặp bạn nữ lắm rồi. Mở rào. Chào em. Chào. Anh đến với chương trình có một con heo tặng em và một cái tấm thiệp. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Mở rồi, thiệp ra mở đọc luôn đọc không? Dạ được. Giờ ý sao tự nhiên gặp anh tặng con heo? Dạ cái con heo là em tuổi con heo nữa. Bạn mỗi tối thì ngủ thấy em. À. Dạ em cũng tuổi con heo, em cũng mê heo dữ lắm. Em ơi, nắng ấm xa rồi, đông sang gió lạnh, anh cần em thôi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá. Ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm. Mà khi đã biết cách chăm thì sen đá nở hoa rất đẹp, cũng như tình yêu cũng vậy. Nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ. Rồi, dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ. Em cảm ơn. Mở rào ra em thấy làm sao?
Thấy anh ốm hơn em tưởng tượng. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương. À dạ, em cảm ơn anh ạ. Khi mà quen nhau, lấy nhau rồi, tiền bạc ai quản lý à? Em quản lý cũng được. Em quản lý. Cái đó được đúng không? Anh dạ này được. Cái gì anh cũng chịu hết trơn á. Bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi. Bây giờ đó Tâm. Dạ. Tiến tới nắm tay bạn gái, giao lưu cảm xúc chút xíu, rồi mình nhìn thẳng mắt bạn gái mình, trong người mình sao đó mình nói đi. Đến với chương trình hôm nay á, thì anh dạ. hy vọng là em cho anh một cơ hội dạ. để tìm hiểu, nếu được á, thì tiến xa hơn. Anh thấy tim cơ hội anh thì em gặp anh em cũng rung, nhưng mà mỗi lần em rung á thì tay em hơi ra mồ hôi á. Anh có ngại tay của con gái ra mồ hôi không? Không, không có sao. Em sợ anh nắm anh thấy ướt quá rồi anh lại buông ra. Đây nè, để chị chỉ cho, ví dụ tay bạn gái ra mồ hôi, lấy một chai mình chùi vô. Không có, hiện tại thì không có. Nhưng mà tôi cũng tin Tâm có sức khỏe. Tao ẩm thử bạn gái có nổi không? Giờ ẩm nổi tôi mới gả. Ông nội tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá. Vậy giờ vợ tới giờ đi đẻ, ẩm vợ đi đẻ. Đâu thử cái coi nào. Ẩm đi, thử chị hỗ trợ cho. Chị hỗ trợ nha. Ẩm ngang đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Nổi không? Quay vòng. Nổi không Tâm? Nổi chứ. Ổn định không? Ổn định không? Ổn định không? Ẩm đi đẻ được không? Rồi. Hiện tại thì ở hàng năm thôi, chứ đi đẻ là hàng 7 đừng nữa. Nổi không? Rồi, được rồi, về ghế đi các bạn. Rồi, các bạn thích thì các bạn bấm luôn, không cần phải đếm gì cả. Bấm rồi đó. Bấm luôn rồi. Bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó. Rồi, thôi bây giờ mình tặng quà cho các bạn đi. Ba. Hết thời gian. Em tên là Trần Việt Hà, em đến từ Bình Dương, em sinh năm 2000. Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học Thủ Dầu Một ạ. Cảm xúc của em cảm thấy rất là hồi hộp, lo lắng. Mình hy vọng là bạn nam đó phải là một người trưởng thành, trưởng trạc, có ngoại hình ưa nhìn và cũng có khiếu hài hước à. Con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao, có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Đôi khi bị hoang tưởng chút. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng ví dụ là con đi đi đâu á, công ty hoặc lại đi đâu trên đề khái thôi, tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con tưởng mình nó thích con. Tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi. Còn cái đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Khi nhìn vào một bạn nam thì mình sẽ ấn tượng nhất là bạn đó cao, to và khỏe mạnh. Quan điểm về tình yêu của mình thì gồm mình quan trọng 3 yếu tố. Thứ nhất là sự tôn trọng, thứ hai là sự tin tưởng và thứ ba là sự chung thủy. Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ. Tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 ạ. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Dạ con không gia trưởng nhưng mà con hiền khô à. Ừ hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và chững chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Xin chào chương trình, tôi tên là Trần Trọng Ánh, dưới Bình Dương. Hiện nay tôi đã về hưu. Tôi là cha của cháu Trần Thị Việt Hà. Con tôi thì là một người con gái là ngoan hiền, chịu khó học tập và có chí phấn đấu. Tôi mong muốn có một chàng rể coi như là có chí tiến thủ, coi như là chịu khó, có hướng phấn đấu để làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Đến đây cũng là một cái chương trình tạo một cái cơ hội, thì cũng hy vọng đây là một cái duyên để cho hai con coi như là tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Ôi, chào mọi người, mình tên là Huỳnh Văn Lâm, hiện tại mình 29 tuổi, mình quê ở Ninh Thuận và đang sinh sống tại Bình Dương.
Thì hôm nay thì mình rất là hào hứng đến với chương trình tham gia. Thì mình cũng tò mò là bạn nữ sẽ trông như thế nào, cho nên là mình cũng rất hứng thú. Mình hy vọng là chương trình sẽ ghép đôi cho mình với một bạn nữ, là đầu tiên là về cái ngoại hình thì có chiều cao tầm 1m56, dung size cộng trừ 2cm. Và có một nụ cười duyên thì rất là vui, còn nếu không có thì không sao. Dạ, còn về tính cách thì con thích có hai dạng, một là vô cùng ngây thơ, còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm. Mình thú nhận với chương trình thì tới thì hiện thời điểm hiện tại bây giờ nhập thân thì thứ nhất là cái môi trường làm việc của mình là chủ yếu là nam, tại mình học bên cơ khí á, cho nên là với lại như là có khi là duyên chưa tới, và nhiều khi là mình cũng có không có biết cách nói chuyện bằng nữ, thương thuyết phục quá, cho nên là để ế bây giờ. Nếu mình tham gia chương trình này, nếu mà may mắn thì có duyên với nhau thì mình nghĩ là mình sẽ thuyết phục bằng nữ tầm độ 1 năm nữa sẽ lấy làm vợ. Mình thì không có cất khiếu để thuyết phục bạn nữ cho lắm, mình chỉ về trình khả năng mình tầm 50% thôi, còn số còn lại thì phụ thuộc vào cái cách ứng xử của mình như thế nào, và cách và cái bề ngoài của mình như thế nào, và bạn có phải là đúng gu bạn nữ hay không. Thực sự mà nếu mà không đúng gu bạn nữ thì mình cố gắng cấp máy thì mình nghĩ là chắc cũng không được. Hôm nay thì mình có một món quà rất dễ thương. Đó là một chú gấu. Chú gấu đây là chú gấu này, mình hy vọng là mình sẽ tặng bạn nữ này. Thì chú gấu này sẽ mỗi lần bạn nữ về nhà thì khi mà nhìn chú gấu này thì sẽ nghĩ đến mình là chú con gấu của bạn nữ. Có nghĩa là mình tặng cho bạn nữ con gấu này, tức là bạn nữ đã có gấu rồi. Đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em. Tức là mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em. Dạ, em cảm ơn anh. Mình có một số lời nhắn nhủ bạn nữ là mình chúc, đầu tiên mình chúc bạn nữ luôn đầy đủ sức khỏe, cái kỳ đợt Covid này nhanh chóng vượt qua, gia đình thuận lợi bình an, và đặc biệt là chúng mình sẽ có gì với nhau. Người yêu ơi, có biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng còn những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn được cho che, mỗi khi đông về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Chào chương trình, thì hôm nay thì đến với chương trình Đại Quốc Hẹn Hò thì mình đã tìm được một bạn nữ cũng thật sự là cũng mình cũng thích đó, với lại cũng thích gần nhà, và cũng như là cũng có một cái cảm nhận rung động trong khi xem mặt á, cho nên mình rất là vui chương trình và rất ưng ý với bạn nữ. Dự định của em là khi nào lập gia đình? Dự định của em á thì khoảng 2-3 năm nữa. Dạ. Dạ được rồi đó. Là đúng thời điểm con tích cóp luôn á chú. hai năm anh thấy cũng ổn quá. Thì nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con nó không tốt. Cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu ạ. Người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ. Dạ. Hiểu chưa anh? Thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được. Sợ lớn yếu. Trời, mới có chút xíu mà nó sợ yếu. Cảm xúc sau khi ghi hình thì mình cảm thấy rất là vui khi mà kiếm được người bạn trai cũng ưng ý. Dạ, em cảm thấy anh hát rất là truyền cảm à. Anh chiếm hơn 80% hình mẫu lý tưởng của mình à. Thông qua chương trình này thì mình muốn nhắn nhủ với một số bạn thì nếu ai còn độc thân thì cũng đăng ký chương trình. Thì mình thì đầu tiên mình cũng rất ngại đăng ký tham gia, nhưng sau thời gian thì mình cũng suy nghĩ thì cũng đăng ký, và rất may mắn thì cũng đã tìm được một bạn nữ rất là bưởi à. Rồi, các bạn thích thì các bạn bấm luôn, không cần phải đếm gì cả. Bấm rồi đó. Bấm luôn rồi. Bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó. Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, sinh năm 1995. Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại
Gò Vấp. Mình đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 3. Hôm nay mình đến ghi hình, cảm xúc mình vui, hồi hộp, có một phần nào đó là rung. Nhìn vào bạn nam mình sẽ nhìn vào cặp mắt ạ. Tính cách, tính cách là vui vẻ, cao ráo, tự tin, kính trên nhiều dưới, sống biết phấn đấu trong cuộc sống và lẫn công việc ạ. Ưu điểm là vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, uống rượu bia, cờ bạc. Cảm xúc của người thân mình là muốn mình có bồ sớm và mau chóng lấy chồng. Hôm nay mình tới ghi hình, mình có chuẩn bị một món quà cho bạn nam, đó là một chậu sen đá. Nó có ý nghĩa là sen đá rất là khó chăm, mà trong tình yêu cũng vậy, không chăm thì tình yêu sẽ tan vỡ, nên vậy cần phải hai đứa phải đông đầy thì tình yêu nó mới thăng hoa được. Đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá. Ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm, mà khi đã biết cách chăm thì sen đá nở hoa rất đẹp, cũng như tình yêu cũng vậy. Nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn. Xin chào chương trình Vòng Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Trang, là chị gái của Bích Trinh. Hôm nay mình đến với chương trình là đi theo cổ vũ động viên cho Bí. Thì với tính cách của Trinh ấy, thì tính Trinh hơi bị trẻ con, thì mình nghĩ là nên gặp một bạn nam chững chạc này, tự tin, biết sống thì được rồi, mình chỉ cần vậy thôi. Tôi tên là Lê Thành Tâm, tôi sinh năm 1995, nghề nghiệp là làm điều dưỡng tại bệnh viện học tập. Đến chương trình hôm nay thì tôi rất là vui, rất là mong chờ được gặp bạn nữ tính tình vui vẻ. Ưu điểm của em thì hiền, ngon, vui vẻ với người thân, còn hơi trầm tính với người lạ, và biết cách chăm sóc gia đình, biết nấu ăn, đặc biệt là nấu những món ăn vị miền Trung. Còn nhược điểm của em thì là có ít nói, hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ. Một bạn nữ thì đơn giản là lễ phép với người lớn, có công ăn việc làm ổn định. Đến nay đến chương trình là có duyên gặp nhau, sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu, nếu được thì sẽ tiến tới. Em chuẩn bị quà cho bạn nữ là một con heo, ý nghĩa là con heo đó là tuổi của em, là bạn nữ cầm là nghĩ nhớ tới em. Em ơi, nắng ấm xa rồi, đông sang gió lạnh, anh cần em thôi. Em cảm ơn anh ạ. Cảm xúc của mình rất là vui khi được đến tham gia chương trình và được gặp ba bạn nữ. Bạn nữ rất là vui vẻ và dễ thương, quá trên sức tưởng tượng. Anh bên cạnh ơi, cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mình làm khoa nào ạ? Làm khoa cấp cứu bạn ơi. Và ví dụ như mà anh có trực đêm á, mà em cũng trực đêm nữa, rồi sau này mà con thì ai chăm ạ? Thì bà ngoại bà nội trực. Nhà nội được không ạ? Bởi nhà được, nội em gãi về nhà nội cũng được em. Ông đợi ông hớn hở lắm rồi, muốn mở rào lắm rồi phải không? Muốn lắm đúng dạ, không? Dạ. Này là đem ưu phiền về cho mẹ nè. Cảm xúc của mình thì là bạn nam khá là hiền so với tưởng tượng của mình, và hơi ốm nha, có thể bồi bổ được. Mình rất là vui vì đã đồng ý với nắm tay ra về, cho nhau một cơ hội để mà tiến xa hơn trong quá trình tương lai. Còn hiện tại thì mình cứ nắm tay về đã, tương lai thì sao thì hai đứa sẽ tính tiếp. Mong muốn của em bạn đô cao thì chỉ được 40% của em thôi, nhưng mà được cái bù lại tính cách của bạn rất là ok luôn. Nhưng mà tôi cũng tin Tâm có sức khỏe, tao ẩm thử đúng bạn rồi. Gái có nổi không? Giờ ẩm nổi tôi mới gả. Ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá. Trời ơi, nổi không? Quay vòng nổi không Tâm? Nổi chứ. Ổn định không? Ổn định không? Ổn định không? Ẩm đi đẻ được không? Rồi. Hiện tại thì ở hàng năm thôi, chứ đi đẻ là hàng 7 đừng nữa. Nổi không? Chiều cao cân nặng thì mình có thể bồi bổ được, chứ còn mà tính cách thì không thể nào bồi bổ lại được. Nhắn nhủ những bạn mà đang ế muốn tham gia chương trình, hãy đăng ký tham gia chương trình, như mình cũng mấy lần đăng ký rồi. Chương trình đã cho mình một cái duyên để gặp nhau rồi, thì cái phận thì do tụi mình thôi, nên vậy mấy bạn cứ mạnh dạn mà cho nhau một cái phận, cái nợ để mà đến với nhau.